ACB thì với cái nguồn vốn dồi dào như hiện nay và với cái kinh nghiệm làm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thì ACB là cam kết sẽ giải ngân đúng cái tiến độ của dự án và những cái thỏa thuận mà hai bên đã ký kết. Chúng tôi rất tự tin khi nhận thầu thi công dự án này. Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ mỹ thuật cao. Do chúng tôi đã có một hệ thống quản lý bảo đảm chất lượng cho tất cả các dự án mà Hòa Bình tham gia. Chúng tôi sẽ có những cái cam kết rất là mạnh mẽ với khách hàng về cái thời gian giao nhà. Trong trường hợp nếu mà chúng tôi giao nhà không đúng hạn thì khách hàng sẽ được nhận những cái ưu đãi rất lớn, sẽ được bồi hoàn cái số tiền và sẽ chúng tôi sẽ trả cái lãi suất quá hạn của ngân hàng chứ không phải là lãi suất của ngân hàng. Bởi vì chúng tôi chắc chắn là chúng tôi sẽ hoàn thành cái dự án đúng hạn.